LIVESPOPIG, -E mom bào tử lợi khuẩn cho tiêu hóa mẹ và bé hết lo táo bón, tiêu chảy, biếng ăn, táo bón, biếng ăn, tiêu chảy là những vấn đề tiêu hóa thường gặp nhất ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Sử dụng men vi sinh chứa bào tử lợi khuẩn được các chuyên gia đánh giá là một trong những cách giúp xử lý này an toàn. Hiệu quả bởi các công dụng của lợi khuẩn đối với đường tiêu hóa, LIVESPOPIGMOM -E xử lý táo bón, biếng ăn thế nào? lợi khuẩn tạo màng nhầy sinh học tăng độ nhớt, làm phân mềm, xốp, giúp đại tiện dễ hơn, tổng hợp vitamin nhóm B làm bé ăn ngon miệng. Sản sinh enzyme tiêu hóa giúp hấp thu tốt dinh dưỡng, cơ thể khỏe mạnh, tổng hợp gần 70 kháng sinh tự nhiên giúp tiêu diệt hại khuẩn. Loại bỏ các độc tố trong đường ruột của bé, lợi khuẩn kích thích sản sinh kháng thể IGA trong đường tiêu hóa giúp tăng cường hệ miễn dịch và sức đề kháng. Công dụng chính của sản phẩm, hỗ trợ cân bằng hệ vi sinh đường ruột, hỗ trợ tăng khả năng miễn dịch và sức đề kháng kích thích tiêu hóa, hỗ trợ giảm táo bón, tiêu chảy, rối loạn tiêu hóa, cung cấp các vitamin nhóm B cần thiết, hấp thụ thức ăn tốt hơn. Kích thích bé ăn ngon miệng, thành phần của sản phẩm trên 3 tỷ, 3x19, bào tử lợi khuẩn Bacillus clausii, Bacillus subtilis. Bacillus coagulans, nước cất vừa đủ 5ml, đối tượng sử dụng trẻ em và người lớn có các triệu chứng: loạn khuẩn, táo bón, tiêu chảy, đau bụng, buồn nôn, chán ăn, trướng bụng chậm tiêu hóa, phân sống, sản phẩm không có chống chỉ định. Dùng được cho mọi lứa tuổi, phụ nữ mang thai và đang cho con bú, không sử dụng cho người có mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào khác của sản phẩm. Giới thiệu về thương hiệu, về thương hiệu bào tử lợi khuẩn Doctor, anh công nghệ bào tử lợi khuẩn Doctor, anh dạng nước. Đa chủng, nồng độ cao được nghiên cứu và phát triển bởi tiến sĩ Nguyễn Hòa Anh, nguyên giảng viên công nghệ sinh học tại trường Đại học Hoàng gia Tohoku Nhật Bản giúp lợi khuẩn có thể tồn tại vô hạn theo thời gian trong điều kiện không có dinh dưỡng bền vận chuyển, chịu được nhiệt độ cao và an toàn đi qua vùng axit dạ dày, từ đó nâng cao hiệu quả của các chế phẩm men vi sinh trong quá trình sử dụng. Lyspo Toàn Cầu là công ty thành lập vào năm 2018, là tập đoàn đại diện tiếp thị và phân phối độc quyền tại thị trường Việt Nam và trên phạm vi toàn cầu các sản phẩm ứng dụng công nghệ bào tử lợi khuẩn Doctor. Anh dạng nước đa trùng nồng độ cao.